Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay 7 tháng 7 năm 2023, 3 ngày trời nắng với nền nhiệt chạm ngưỡng nắng nóng. Vào thời điểm chiều tối và tối có mưa rào và dông ở diện rải rác. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 7 tháng 7 và ngày mai 8 tháng 7. Khu vực phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. Đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ, ngày mai trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ, độ ẩm 81 đến 86%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc. Đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ, ngày mai trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Huyện Côn Đảo đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ, ngày mai trời nắng, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ, gió tây nam cấp 2, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Hải dân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo hôm nay có mưa và dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 8 tháng 7 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 360 cm vào lúc 6 giờ. Và nước ròng mức thấp nhất 50 cm lúc 23 giờ 30 phút. Kết quả quan trắc về bụi khói khí thải trong ngày cho thấy chất lượng không khí ở tất cả các địa phương trong tỉnh hôm nay 7 tháng 7 năm 2023 đều thuộc nhóm tốt. Với ba khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 7 tháng 7 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư Giếng Nước, thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 47, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức tốt với chỉ số AQI là 23. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa ở mức tốt 46.